rẻ, siêu âm đánh giá chức năng tim trong bệnh lý mạch vành. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các quý đồng nghiệp, tôi tiếp tục phần trình bày của mình với siêu âm tim đánh giá chức năng tim trong bệnh mạch vành. Chúng ta thấy rằng là bệnh tim mạch luôn là một cái gánh nặng cho y tế. 423 triệu người là cái tỷ lệ mà dân số bị mắc trong năm 2012 do bệnh tim mạch, trong đó 1/4 là do bệnh mạch vành, và nó gây nên 8,9 triệu người tử vong trong năm 2015, và dự báo cho tới năm 2013 thì con số này có thể tăng lên là tới 9,3 triệu trong vòng một năm. Thì đánh giá về cái cơ chế bệnh sinh của thiếu máu cục bộ cơ tim thì chúng ta thấy trước hết là cái phân bố của cái mạch vành từ thượng tâm mạc cho tới cái lớp nội mạc, cái kích thước của nó sẽ nhỏ dần và cái sức đề kháng của mạch máu thì cũng giảm dần đi để đảm bảo một cái duy trì tưới máu cơ tim bình thường. Vì bất kể một cái lý do gì, có thể nó vì bất kỳ vì bất cứ một lý do gì mà gây nên, dạ, xin lỗi, bất cứ một lý do gì mà nó gây nên hẹp của cái lòng mạch máu ở cái mạch máu lớn, hoặc là ở cái vị trí của cái mạch máu nhỏ này, hoặc là do mất cân bằng cái sự co và giãn của mạch máu, hay là rối loạn chức năng nội mạc thì đều gây nên cái tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim. Cái đặc điểm thiếu máu cục bộ cơ tim trong cái bệnh tim thiếu máu cục bộ là tổn thương của cái lớp nội mạc, nó thường là nó xuất hiện từ rất là sớm. Biểu hiện nó và biểu hiện thứ hai là gây tái cấu trúc của cơ tim. Trong giai đoạn cấp thì là biểu hiện của phù nề của tế bào cơ tim, và trong giai đoạn mãn là sự phát triển của các tế bào sơ sợi cũng như là tổ chức collagen chết của tế bào theo chương trình, gây ra một cái hậu quả là dày thành của thất trái, tăng sức căng thành, tăng kích thước của vùng tim, suy chức năng tân trương, chức năng tân thu và giảm co bóp của các vùng cơ tim. Vai trò của siêu âm tim ở đây là ngoài có chẩn đoán bệnh mạch vành cũng như đánh giá chức năng của cơ tim, lượng giá nguy cơ và tiên lượng, ngoài ra còn xác định các biến chứng. Mà trong cái nội dung của hôm nay thì tôi xin trình bày hai cái vấn đề bên trên là chẩn đoán mạch vành và đánh giá cái chức năng cơ tim. Bắt đầu với cái siêu âm tim thường quy, thì với siêu âm tim thường quy mình có thể đánh giá được bất thường vận động khu trú ở thành tim tương ứng với những cái vùng tưới máu của mạch vành khi mà mình làm siêu âm tim khi nghỉ hoặc là khi gắng sức. Bên cạnh đó chúng ta có thể đánh giá được chức năng tâm thu cũng như chức năng tâm trương của thất trái. Thì hai cái phần chức năng tâm thu và tâm trương thì bác sĩ Thư với lại bác sĩ Kiều đã nói rất là rõ. Tôi sẽ xin tập trung vào đánh giá về cái bất thường vận động khư trú của thành thất trái. Đây là cái mô hình phân bố 10 vỉ vùng cơ tim thất trái theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Mỹ. Màu đỏ này là hiển thị của cái tưới máu động mạch liên thất trước, màu vàng là của động mạch mũ và màu xanh là của động mạch vành phải. Đánh giá bất thường của vận động thành khu trú của thành thất trái có nghĩa là mình dựa trên hai cái tiêu chí. Cái thứ nhất là sự vận động của cái lớp nội mạc vào trong lòng của thất trái, và cái thứ hai là độ dày của thành thất trái so sánh giữa thì tân trương với thì tân thu. Gọi là bình thường khi mà cái lớp nội mạc này nó đi vào trong lòng thất trái, trong thì tâm thu, và cái bề dày của cái thành thất trái là nó phải từ trên 30%. Và khi mà cái độ dày này nó giảm xuống dưới 30%, cái nội mạc nó di chuyển bớt vào trong cái thành thất trái thì khi đó mình có giảm động. Và khi có gọi là loạn động, khi mà cái thành thất trái này nó di động đi ra ngoài của cái buồng thất trái trong cái thì tâm thu, và cái thành thất trái cái này nó không có dày lên được. Người ta cũng dựa vào người ta sẽ cho điểm khi mà mình đánh giá cái vận động của thất trái, bình thường thì được 1 điểm và loạn động thì là 4 điểm. Sau đó thì người ta tính toán được cái chỉ số vận động của thành thất trái bằng cái công thức là mình tổng cộng tất cả những cái số điểm của các vùng thất trái này lại và chia cho tổng số những cái vùng thất trái mà mình đã khảo sát để tính ra cái chỉ số. Bình thường thì cái chỉ số này là 1, khi mà cái chỉ số này nó trên 1 thì như thế có nghĩa là đã có bất thường vận động khư trú. Khi mà đánh giá bất thường của vận động khư trú thì có một số những cái lưu ý. Thứ nhất là bệnh nhân có rối loạn vận động khư trú nhưng mà thực sự là không có thiếu máu cục bộ cơ tim. Ví dụ như trong những tình huống là bệnh nhân có bị những cái rối loạn dẫn truyền ở trong thất như block nhánh chẳng hạn, hoặc bệnh nhân có máy tạo nhịp, hoặc sau một số những cái phẫu thuật về tim mạch. Tình huống thứ hai là bệnh nhân không có rối loạn vận động khư trú
nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà loại trừ được thiếu máu cục bộ cơ tim. Lý do là vì có thể mình cần phải xem xét lại xem cái kỹ thuật mình cắt nó đã phù hợp hay chưa. Cái thứ hai là có thể những cái vùng tổn thương cơ tim nó nhỏ quá, nó dưới 20% thì nhiều khi mình cũng không có thể nhìn được bằng mắt thường của mình, và mình cũng không thể phân biệt được đó là cái vận động thụ động của cái vùng cơ tim của tổn thương hay nó là vận động chủ động của cái vùng cơ tim lành, hoặc là bệnh nhân này có tổn thương về mặt vi thể của mạch máu. Cái phương tiện siêu âm gắng sức nó giúp cho chúng ta trả lời được những cái câu hỏi trên. Mình có thể sử dụng siêu âm tim gắng sức bằng cái hình thức là vận động, ví dụ như là đạp xe đạp hoặc là thảm lăn, hoặc mình có thể sử dụng cái thuốc giãn mạch hay là giúp tăng co bóp của cơ tim để mình đánh giá cùng lúc những cái triệu chứng lâm sàng trong cái quá trình mình làm siêu âm. Thay đổi của điện tim, thay đổi vận động vùng, thay đổi chức năng tân trương, hoặc là mình kết hợp với cái thuốc cản âm hoặc là thallium để mình đánh giá cái tưới máu của cơ tim hoặc là bất thường những chuyển hóa của cơ tim. Đây là một cái protocol mà mình cũng thường rất là hay sử dụng đánh giá siêu âm dobutamin trong cái chẩn đoán của bệnh mạch vành, tức là mình truyền dobutamin liên tục với các liều khác nhau. Liều thấp tức là khoảng độ dưới 10 microgram trên kg cân nặng, còn cái liều 20 microgram cân nặng gọi là liều trung bình, và liều cao là từ 30 cho đến 40 microgram cân nặng. Với cái nghiệm pháp này như thế này thì mình sẽ ghi huyết áp, ghi điện tim cùng lúc. Cái nghiệm pháp này á, mình sẽ ngưng khi mà cái test nó dương tính, tức là khi nó đạt được tần số đích, hoặc khi bệnh nhân có những cái tác dụng phụ thì mình sẽ ngưng cái nghiệm pháp này. Và người ta khuyên á, là mình nên sử dụng atropine sớm từ cái khoảng liều 30 để mà mình sớm đạt được cái tần số đích và hạn chế bớt những cái tác dụng phụ của siêu dobutamin. Thì khi mà cái kết quả siêu dobutamin thì mình được đánh giá như thế nào, test được gọi là dương tính khi mà có một cái bất thường vận động vùng nó mới xuất hiện, hoặc là nếu như trước khi mà mình làm đã có bất thường vận động vùng rồi mà nó lại nặng lên sau khi bệnh nhân gắng sức thì đó là test nó dương tính. Hoặc một tình huống thứ hai là trong khi mình làm mà bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ngực kèm theo có thay đổi ở trên điện tim. Cái test này gọi là dương tính nguy cơ cao khi mà nó xuất hiện ở cái liều thấp, nghiệm pháp dương tính nó xuất hiện ở liều thấp hoặc là liều trung bình. Cái số vùng mà dương tính nó lớn hơn, nó thuộc cái khu vực chi phối của trên một nhánh động mạch vành thì cũng gọi là nguy cơ cao, hoặc là sự xuất hiện cũng như là sự tồn tại của cái rối loạn vận động khu trú nó kéo dài sau khi mình ngừng thuốc hoặc là trong cái giai đoạn hồi phục. Cái này gọi là test dương tính có nguy cơ cao. Trong siêu âm dobutamin thì mình thường hay gặp hai cái tình huống, đó là âm tính giả và dương tính giả. Sau khi mà loại trừ đi tất cả những cái mà nó thuộc về cái kỹ thuật hoặc là kỹ năng của người làm thì mình cần phải tìm hiểu xem tại sao bệnh nhân có những cái lý do mà âm tính giả. Ở đây thường hay gặp nhất là do cái tổn thương của mạch máu nó không có ý nghĩa, hoặc là người ta hay gặp ở trên cái nhánh ECX, nhất là ECX mà ở đoạn gần á, ở đoạn giữa thì là cái này nó sẽ âm tính giả, nó sẽ cao hơn so với những cái vị trí khác. Ngoài ra cái dương tính giả thì cái phần đáy của vách liên thất với lại của thành dưới á, thì thường là nó sẽ bị dương tính giả, bởi vì là do cái ảnh hưởng bởi co kéo của tổ chức vòng van. Còn ngoài ra thì những cái vị trí khác thì nó ít gặp hơn. Cái nguyên nhân thứ hai gây nên dương tính giả đó là những cái bệnh lý khác của vi mạch vành, hoặc bệnh lý cơ tim, hoặc là co thắt của mạch vành. Cái này nó rất là quan trọng, bởi vì người ta nghiên cứu, trong một cái nghiên cứu thì người ta nhận thấy rằng là những trường hợp bệnh nhân mà âm tính giả, tức là bệnh nhân làm xét nghiệm mà dương tính giả, tức là bệnh nhân làm xét nghiệm dương tính nhưng mà chụp mạch vành lên hẹp dưới 50%, và một đối tượng thứ hai là những bệnh nhân mà dương tính thật, tức là khi mà dương tính và chụp mạch vành hẹp trên 50% thì người ta thấy là nó không có cái sự sai khác về cái tỷ lệ tử vong ở hai cái nhóm này, có ý nghĩa thống kê bằng cái biện pháp là mình khảo sát trên siêu âm dobutamin hoặc là siêu âm tim gắng sức. Một trong những cái nguyên nhân mà nó gây nên dương tính giả đó là cái bệnh lý vi mạch vành, thì cái bệnh lý này ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Biểu hiện lâm sàng của nó thường là bệnh nhân có thể đau ngực liên quan đến gắng sức, hoặc là khi lạnh, hoặc là biểu hiện thứ hai là bệnh nhân có khó thở khi gắng sức. Cái xét nghiệm gắng sức thì có thể dương tính như mình vừa trình bày lúc nãy, và chụp mạch vành ra thì bệnh nhân là chụp mạch vành bình thường, hoặc là cái mạch vành này tổn thương nó không có ý nghĩa. Để mà chẩn đoán cái bệnh lý vi mạch vành này thì người ta phải đo cái lưu lượng dự trữ của động mạch vành và đo cái kháng lực của vi mạch.
bằng nhiều các phương tiện khác nhau như là thông tim hoặc là MRI hoặc là chụp CT tưới máu vân vân, nhưng mà siêu âm Doppler cũng có thể giúp cho mình đo được cái lưu lượng của mạch vành này. Tôi sẽ xin trình bày ở những cái slide sau. Siêu tim Doppler nó còn có một cái vai trò khác, ngoài cái chẩn đoán mạch vành ra thì nó đánh giá cái khả năng phục hồi của cơ tim. Trong những trường hợp bệnh nhân có tổn thương mạch vành và chức năng tâm thu mà nó giảm ở cái mức trung bình tới nặng thì người ta sẽ khảo sát khả năng sống của cơ tim để mà tiên lượng xem khả năng bệnh nhân có thể hồi phục được sau khi mình tái tưới máu hay không. Cái phương pháp này được thực hiện thì cái protocol nó khác so với cái protocol lúc nãy. Lúc nãy là mình truyền dobutamin với cái liều mà cao để đạt được cái tần số đích. Nhưng mà đây mình không quan tâm nhiều tới cái tần số đích mà mình quan tâm đến sự compact của cơ tim. Thành thử ra là mình sẽ truyền với cái liều nó thấp thôi. Liều thấp hoặc là liều trung bình tối đa là 15 microgram. Và cái khoảng thời gian giữa những cái lần mà mình tăng liều á, nó sẽ dài hơn. Thường là khoảng từ 5 phút trở lên thì mới tăng liều và người ta sẽ đánh giá cái khả năng dự trữ co bóp của cơ tim. Cái phương pháp này thì cho cái độ nhạy là khoảng 75-80% và độ đặc hiệu là 80-85%. Đây là cái sơ đồ để mà mình giúp cho mình đánh giá xem cơ tim có khả năng phục hồi hay không. Trước nghiệm pháp á, thì là đã có rối loạn vận động khư trú của thất trái rồi, nhưng khi mà ở cái liều thấp, nếu như cái vận động đó nó có cải thiện từ giảm động mà nó chuyển lên cải thiện hơn lên, tình trạng cải thiện này nó có thể nó duy trì trong suốt cái quá trình liều cao khi mà người ta đặt tăng cái liều lên, hoặc là có thể nó giảm đi, tức là đáp ứng hai pha, thì tất cả những cái này đều coi là còn có khả năng cơ tim nó còn sống, và như vậy khi mình can thiệp thì là cái tiên lượng nó sẽ là tốt hơn và khả năng cải thiện cái OS sẽ tốt hơn sau khi mà mình tái tưới máu cho bệnh nhân. Ngược lại, khi mà mình có cái rối loạn vận động khi nghỉ nhưng mà khi ở cái liều thấp hoặc liều cao thì nó hoàn toàn nó vẫn không có thay đổi gì hết, thì như này chứng tỏ là cơ tim đã hoại tử, thì cái khả năng mà mình can thiệp cho bệnh nhân, can thiệp tưới máu cho bệnh nhân thì hầu như là cái OS nó sẽ không có cải thiện. Trong một số những cái trường hợp khi mà mình làm trên siêu âm tim thường á, mình thấy có những cái vùng cơ tim có ít nhất là trên hai vùng cơ tim mà không quan sát được rõ, thì mình có một cái chỉ định là mình sử dụng thuốc chất cản âm dạng bọt khí để mình làm cho rõ hơn cái lớp nội mạc này, cũng như thấy rõ hơn cái hình ảnh tưới máu của cơ tim. Thì đặc điểm của cái chất cản âm này á, nó là một cái chất khí, nó dạng bọt khí và nó có kích thước rất là nhỏ. Khi mà mình tiêm vào trong mạch máu thì nó sẽ đổ đầy ở trong cái buồng tim, xong sau đó thì nó sẽ vào mạch vành và nó sẽ tưới máu lên trên cái thành của cơ tim. Áp dụng của cái phương pháp này trong cả khi nghỉ cũng lẫn khi gắng sức để giúp cho mình chẩn đoán mạch vành cũng như đánh giá khả năng sống còn của cơ tim thông qua cái tưới máu của tế bào cơ tim. Đây là một áp ứng dụng của cái siêu âm tim cản âm kết hợp với lại siêu âm dobutamin, thì người ta thấy là ở trong cái giai đoạn khi mà nghỉ thì mình thấy trước hết là mình thấy là có cái đổ đầy của cái chất cản âm ở trong lòng của thất trái, và sau khi đó đến cái giai đoạn gắng sức đạt được cái liều gắng sức tối đa thì mình thấy là có khiếm khuyết, chỗ này nó màu đen này, khiếm khuyết của cái tưới máu ở cái vùng thành dưới ở trên cái mặt cắt ba buồng, và đồng thời là thấy được cái khiếm khuyết tưới máu ở vùng mỏm của cái vách liên thất ở đây. Như này chứng tỏ rằng là bệnh nhân đã có vấn đề về tưới máu cơ tim, và khi bệnh nhân này chụp mạch vành ra thì là thấy có hiện tượng hẹp của phần cuối đoạn đầu của LD và của đoạn giữa của cái LCX. Cái kỹ thuật này thì được nghiên cứu rất là nhiều và nó có rất là nhiều những cái kết quả tốt. Tuy nhiên là nó có một cái khó khăn, đó là cái kỹ thuật làm thì nó cũng tương đối là nó phức tạp, nó yêu cầu cái người làm phải có kỹ thuật cao, và cái thuốc cản âm này nó cũng không phải là dễ dàng để mà mình có thể phổ biến được. Ngoài ra nó có trên cái phần mềm của máy siêu âm, nó cần phải có thêm nữa cái phần mềm của máy siêu âm nữa thì mình mới có thể làm được cái phương pháp này. Gần đây thì chúng ta nghe từ sáng tới giờ thì có rất là nhiều những cái kỹ thuật mới mà nó giúp cho mình đánh giá về chức năng tâm thu, chức năng tâm trương, và ngay trong cái bệnh lý mạch vành thì mình cũng có một số những cái kỹ thuật mới này để nó có thể nó ứng dụng, ví dụ như là siêu âm Doppler mô, siêu âm đánh dấu mô, hoặc là đo cái lưu lượng dự trữ của mạch vành. Thì trong đây là một cái ví dụ cho những cái trường hợp mà bệnh nhân khó thở khi gắng sức, nhưng mà mình không có tìm được cái nguyên nhân là vì đâu, không có rối loạn chức năng tâm trương, không có cái gì hết, thì cái này nó được chỉ định là class 1. Khi mà mình làm cái này thì mình sẽ kết hợp với siêu âm dobutamin,
ngoài cái việc là mình đánh giá cái vận động vùng như tôi đã trình bày ở phía bên trên, thì mình xác định thêm những cái chỉ số khác như là ơ trên ơ phẩy, rồi đo cái độ hở qua van tan lá, đo cái thể tích của buồng nhĩ trái để mình đánh giá. Ở đây ví dụ như trường hợp bệnh nhân này, khi bệnh nhân khi nghỉ thì mình thấy cái chỉ số ơ trên ơ phẩy nó nhỏ hơn 1, và cái ơ trên A là nó nhỏ hơn 1, và cái chỉ số ơ trên ơ phẩy nó là 6,5, thì coi như nó là bình thường, nó không có rối loạn chức năng tâm trương. Tuy nhiên khi mà gắng sức thì mình thấy cái ơ trên A này nó đảo ngược lại, và ơ trên ơ phẩy khi này nó tăng lên trên 13. Như vậy chứng tỏ là bệnh nhân này đã có bất thường chức năng tâm trương, và nó xuất hiện khi gắng sức, để nó giải thích được tại sao bệnh nhân có kiểu hướng khó thở khi mà gắng sức. Cái phương pháp này thì nó rất là tốt, tuy nhiên nó có một cái nhược điểm là nó phụ thuộc vào cái góc. Và khi mà nhịp tim nó nhanh quá thì mình sẽ rất khó đánh giá, để khi đó nó lẫn cái sóng ơ để vào với sóng A. Thành ra người ta khuyên rằng là mình thường là mình nên làm sau khi gắng sức, khi mà cái tần số tim nó khoảng độ 100 cho đến 110 chu kỳ 1 phút thì cái đánh giá này nó sẽ chính xác hơn. Cái biến dạng toàn bộ thất trái theo trục dọc, mình nói tắt là GUS, thì mình cũng đã nghe nhiều từ sáng tới giờ rồi. Và cái này nó đánh giá nó dựa trên một cái nguyên lý về sự thay đổi về vận tốc cũng như là hình dạng của tổ chức cơ tim theo cái nhiều chiều khác nhau. Và cái giá trị bình thường của nó thì tùy theo cái máy siêu âm khác nhau, nó sẽ có cái giá trị quy định khác nhau, nhưng mà thường thì nó dao động trong khoảng từ -20 cộng -1 đến 2. Khi mà cái giá trị GUS này nó dưới 15% thì khi đó là coi là bất thường. Thì với cái ứng dụng này nó sẽ phát hiện sớm suy chức năng tâm thu thất trái, mặc dù mà OS vẫn bình thường, nhưng nó có thay đổi trong rất là nhiều những cái bệnh lý khác nhau, nhưng trong một số những cái bệnh lý thì nó cũng có những cái điểm mà đặc thù, ví dụ như là ở trong cái thiếu máu cục bộ cơ tim thì cái đặc điểm biến dạng ở đây nó như thế này. Mình ghi nhận cái đường màu xám này là cái đường của cái người bình thường, còn cái đường phía màu trên này là cái đường của cái người mà bị thiếu máu cục bộ cơ tim, thì cái giá trị nổi nhất đó là mình thấy là giảm cái giá trị tuyệt đối, tức là giá trị GOS, nhưng mà tôi vừa nói vừa nãy đó, thì là giảm cái giá trị tuyệt đối này. Và cái thứ hai nữa là xuất hiện một cái giá trị biến dạng sau cái thì tâm thu của thất trái. Còn cái giá trị mà biến dạng đầu thì tâm thu của thất trái thì nó ít có giá trị hơn so với lại hai cái giá trị này. Đây là một ví dụ về bệnh nhân đo cái 2D spectral tracking, thì người ta nhận thấy rằng là cái giá trị GOS nó giảm hết ở tất cả ba buồng tim, ở ba mặt cắt, ba buồng, bốn buồng cũng như hai buồng. Và trên cái hình mắt bò này thì nó thể hiện là nó giảm ở cái khu trú, ở cái khu vực này, còn ở những cái khu vực khác thì nó vẫn là màu đỏ, tức là nó là bình thường. Và cái bệnh nhân này khi mà chụp ra thì là nó hẹp cái nhánh LED, thì mình xem ngược lại cái khu vực này, đó là cái khu vực mà phân vùng của cái nhánh LED, giống như là cái sơ đồ mà lúc nãy là tôi chỉ 17 vùng của phân loại của Hoa Kỳ á. Là một cái ứng dụng khác của cái spectral tracking là trong làm nghiệm pháp gắng sức, tức là khi mình làm siêu âm dobutamine và mình đánh giá cái sự thay đổi giá trị của GOS trong cái thời điểm khi nghỉ và khi gắng sức. Như ví dụ như là ở đây thì mình thấy rằng là trước khi nghỉ bệnh nhân này họ đã có là một cái GOS nó thấp rồi, -14,7, và thấy những cái vùng này nó ở cái màu trắng màu hồng này chứng tỏ rằng là cái vùng này là cái vùng mà nó đang có bất thường. Khi mà mình làm gắng sức lên, ngoài cái việc kết hợp với cái sự thay đổi của vận động vùng ra, thì mình đo cái giá trị GOS thì mình thấy nó giảm đi một cách rõ rệt, từ 14,7 nó xuống còn 9,1. Và cái vùng mà mình thấy rằng lúc đầu tiên trước khi mà mình làm nó như thế này thì thấy nó lan rộng hơn và nó đi theo cái phân vùng của cái nhánh LED và cái nhánh LCX ở đây, trong khi đó cái mình bên phải thì vẫn thấy đẹp. Thì cái bệnh nhân này sau khi chụp ra là nó có tổn thương của nhiều nhánh mạch vành. Cái 2D spectral tracking ấy thì nó có rất là nhiều lợi điểm, tuy nhiên nó có một số nhược điểm là khi mình làm mình phải thu rất là nhiều chu chuyển tim, ít nhất là phải 3 chu chuyển tim thì mình mới có thể mình đánh giá được, là một. Cái thứ hai là thông thường là trên những cái bệnh nhân nhịp xoang, còn những bệnh nhân rung nhĩ thì nó cũng không có thể nào xác định được. Và nó phụ thuộc nhiều vào tiền tải, hậu tải cũng như là phụ thuộc vào cái tần số tim. Xem 3D real time thì mình thấy là nó có lợi điểm hơn hẳn so với lại cái phương pháp 2D, bởi vì khi này nó đánh giá cái GOS với lại cái sức căng toàn bộ và sức căng khư trú dựa trên cái đo lường về mặt thể tích, chứ không phải đo lường về cái mặt vận động như lúc nãy nữa. Và cái mọi cái giá trị của độ căng này người ta chỉ cần đánh tính toán trong một chu chuyển tim thôi, chứ không cần phải thu nhiều chu chuyển tim để mình đánh giá. Nó có thể cho phép mình đo được cái thể tích và nó tái tạo lại những cái hình ảnh, đồng thời cho mình ra một loạt những cái giá trị cái GOS theo trục dọc,
theo trục chu vi hoặc là theo trục cắt ngang mà đo được cái độ xoắn của cái cơ tim này luôn. Ngoài ra thì nó còn khắc phục được cái hiện tượng gọi là hiện tượng out of plane motion của cái 2D speckle tracking. Thêm nữa là có thể giúp cho xác định công của tim. Đây là cái sơ đồ so sánh giữa ES, rối loạn vận động vùng và cái sức căng của sức căng toàn bộ hoặc sức căng của từng vùng ở trên cái bệnh nhân mà có bệnh lý mạch vành hẹp trên 70%, thì người ta thấy cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái sức căng toàn bộ này nó cao nhất và nó tới gần 100%. Cái vấn đề tiếp theo tôi muốn nói ở đây đó là xác định lưu lượng dự trữ của mạch vành. Đầu tiên thì cái lưu lượng dự trữ của mạch vành là gì? Bình thường thì luôn luôn có một cái cơ chế để đảm bảo cho cái mạch vành nó được tưới máu ở cái mức độ như thế này. Và khi mà cái mạch vành nó được giãn ra một cách tối đa thì cái lưu lượng này nó tăng lên rất là nhiều. Từ cái giá trị này nó có thể tăng lên đạt tới 5ml trong vòng 1 phút. Thì người ta đánh giá cái lưu lượng của mạch vành, tức là đánh giá cái khả năng lưu lượng của động mạch vành đạt được tối đa trong cái điều kiện mạch vành được giãn so với khi mà lúc mạch vành bình thường. Cái yếu tố này thì nó thay đổi rất phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhiều bệnh lý. Nhưng khi mình xác định cái này thì nó giúp cho mình đánh giá được cái khả năng duy trì lưu lượng của mạch vành giữa cái hệ động mạch vành thượng tâm mạc và cái hệ thống vi mạch. Khi mà cái giá trị này nó nhỏ hơn 2 thì có thể là do cái động mạch thượng tâm mạc này nó bị tổn thương, hoặc là cái hệ thống vi mạch tổn thương, hoặc là có thể là do cả hai này nó cùng bị tổn thương. Dưới đây là một cái protocol để mình đánh giá cái giá trị dự trữ của mạch vành bằng cách là mình truyền dipyrimamol là một cái chất giãn mạch theo cái protocol thông thường của đánh giá thiếu máu cục bộ cơ tim. Mình truyền dipyrimamol với liều như thế này và mình sẽ ghi cái dự trữ của mạch vành ở cái giai đoạn ban đầu và cái giai đoạn khi mà giãn mạch tối đa. Như giống như cái hình mô tả ở trên này thì ví dụ ở đây mình sử dụng cái nhánh mình cắt ở mặt cắt 3 buồng và mình đo, mình xác định cái nhánh LD ở cái vị trí phần xa. Mình sẽ đo cái cung lượng, đo cái vận tốc ở trong mạch vành ở cái giai đoạn mà khi mà mới bắt đầu của nghiệm pháp và cái giai đoạn khi mà giãn mạch tối đa. Đó, mình đo cái đỉnh tâm trương của mạch vành. Đây là hai cái sơ đồ mình ghi được ở đây, tên là cái tâm thu và đây là cái sóng tâm trương. Thì mình sẽ đo cái peak systolic, mình đo ở đây, đo vị trí này ở trong cái giai đoạn mà lúc nghỉ với cái lúc giãn tối đa, và mình sẽ tính được cái công thức GFA theo cái phương trình này, tức là mình lấy cái giá trị mà khi mà giãn tối đa chia cho cái giá trị khi nghỉ ở đây để mình ra được cái giá trị của dự trữ mạch vành. Thì đây là một số những cái cách để mà mình có thể điều chỉnh, ví dụ như là mình điều chỉnh cái Nikis limit của cái màu, hoặc là cái sử dụng cái tần số xung và chỉnh hóc như thế này để mình đạt được cái hình ảnh tối ưu. Cái giá trị bình thường của cái dự trữ mạch vành nó khoảng từ 2 cho tới 4, và khi cái giá trị CFA này dưới 2 mà mình không có cái tổn thương của cái mạch vành ở thượng tâm mạc á, thì cái này mình cần mình có thể mình chẩn đoán bệnh nhân này là bị bệnh lý mạch máu của vi mạch. Như vậy là tóm lại là dựa trên cái nền tảng ban đầu tiên của cái siêu âm tim thường quy mình vẫn làm, mình đánh dấu chức năng tâm thu của thất trái dựa trên EF, thì bây giờ thì mình có rất là nhiều những cái phương tiện khác để mình giúp cho mình củng cố thêm đánh giá về chức năng tâm thu thất trái, cũng như là những cái tổn thương khác kết hợp. Để kết luận cho cái bài trình bày của hôm nay thì tôi ghi nhận là siêu âm tim nó là một cái phương tiện hữu hiệu không thể nào thiếu được trong đánh giá bệnh lý động mạch vành, và những cái tiến bộ kỹ thuật mới trong cái thăm dò chức năng tim thì giúp cho tăng cái khả năng chẩn đoán bên cạnh cái phương pháp kinh điển cũ. Mặc dù là chưa được đưa vào guideline tất cả những cái này, nhưng mà cái nghiên cứu thì bây giờ nó hàng ngày càng ngày, mỗi ngày nó ra rất là nhiều những nghiên cứu và nó thấy rằng cái hiệu quả nó rất là cao. Vì vậy là hứa hẹn là cái này nó sẽ được sớm được chuẩn hóa và nó được đưa vào guideline để hướng dẫn thực hành thường quy cho mình. Và xin cảm ơn thầy và các quý đồng nghiệp.